Nói chung cũng đừng chửi cái lũ bạn bè khốn nạn đó. Cũng do ông chồng thôi, ép mà không uống thì làm gì được. Còn uống thì bỏ xế đấy rồi đi taxi về. Chồng mình đến độ rồi thì ngưng, còn ai ép thì nói ngồi chơi, ép nữa thì về nhà. Nói chung do bản tính mỗi người. Nói chung cái bàn nhậu ấy không ra gì. Ông chồng kia mà có lập trường thì chả ai ép được. Còn mấy ông bạn kia thấy say rồi vẫn để người ta tự lái xe về thì cũng vô trách nhiệm và kém hiểu biết. Hôm nay đọc cái thư bà vợ chửi bạn nhậu của chồng, thấy một trời chân lý. Các anh uống lấy được, uống như một lũ mất trí, khiến chính những chai rượu quý, bia ngon cũng biến thành phương tiện giết người. Uống nát người rồi mà vẫn để bạn trèo lên xe lái về nhà, thế mà gọi là bạn bè, thế mà cũng mất thời gian và tiền bạc để ngồi với nhau để làm gì. Đưa cho bạn mấy chục, ra mua con dao đâm phát vào cổ, có phải nhanh hơn không? Việc này ép đúng là đáng trách. Khi bản thân người chồng cũng thiếu trách nhiệm khi tự lái xe về. Quan điểm của em là nếu xác định đi uống thì phải đi taxi, Grab. Lỡ đi xe thì thôi gửi lại nhiều quán, vì khi nhậu ra đường là khác gì hiểm họa di động đâu. Đã gặp đối tác thì không tránh được việc phải uống, vì chén rượu nó mới là nhân vật chính để dẫn đến cuộc nói chuyện cởi mở hơn. Tôi không ham hố gì chén rượu hay còn gọi là sợ vì uống về bị nóng trong. Nhưng đã đi với sếp thì đối tác họ mời lại tỏ thái độ, không uống thì nhấp môi không chết ai. Nhưng đôi khi có những chén rượu không thể nào từ chối được, cũng không phải là không muốn từ chối mà không dám từ chối. Tôi là con gái, nghề làm phiên dịch, tiếp xúc với mấy ông hợp tác làm ăn mà cứ ép nhau uống uống. Mình chỉ uống nước lọc, ai bắt mình uống đều từ chối, em nữa thì đập bàn bỏ về. Để xem, không có tôi thì các ông trao đổi kiểu gì, tôi đi làm để kiếm tiền. Nhưng có tiền, phải có cả mạng mà tiêu nữa chứ.